Đó là chuẩn bị lắp máy bơm hòa tiễn. 5 ngừa ha. Làm cái gì làm gì? Mùi Dương. Đây là những khoan, ống này ống 114. Hiện tại là ở dưới máy bơm qua bị cháy rồi, mình kéo lên hả? Mình sẽ lắp cái máy mới. Đúng. Nước khác ở đây à? Đây nước. Vậy thôi. Đây. 114 à. Lắp cho nhà hàng Grand Playa ở quận 5 ha. Xin thú đắc. Cái kéo này chứ làm được cả 100 con máy lên Hoàng nhỉ? Nếu đầu năm tới giờ là hơn 100 con. Đúng dữ vậy. Máy 5 ngừa đâu phải máy 1 ngừa đâu mà người ta đóng nhỏ ấn. Đây, máy bơm 5,5 HP ha. 5,5 HP. 4 kW. Sử dụng điện 380V nha. Trọng lượng của máy là 120 kg. Ủa vừa mà máy có mấy ký à? 28 kg. Đúng rồi, cho 28 đi. Coi như là 28 kg đi. Thùng ra của nó là 60. Thùng ra 60 đúng rồi. Ống 60 nhưng của người ta đi lên 42 cho mình phải giảm xuống 42 nha. Tại vì người ta đẩy xa, đẩy tới 180 mấy lần. Để lên lầu 7. Các bạn kéo điện chưa? Vẫn kéo, vẫn phải lâu. Bạn nghĩ anh giờ tới chiều luôn á. Bạn kéo điện, bạn kéo nước là bạn tới chiều luôn. Không hết được hả? Không hết được. Giờ thì thả dữ lắm, chừng 7 con máy nữa, đâu nữa đâu. Còn nữa thì mai tính tiếp. Chia điện cho Duy Quy 2.5. Chẳng biết dây này dây ngày xưa lâu rồi nó xài lại mấy con máy rồi đó. Qua mấy đời rồi đó. Cái bồn ở trên của mình là mấy ngàn lít nhỉ? Bồn này nó có 2 ngàn á. Tại cái bồn chứa có 2 ngàn thôi. Còn qua cái lọc nữa phải không? Qua bồ lọc nó mới xài được không? Không phải fan đâu, tại vì ở nhà hàng này muốn sạch. Đúng không? Chứ khu này không có fan nó ạ. Vậy hả? Mấy năm rồi nó phải vậy chứ. Chứ còn thì lèm để nước xài được tiếp luôn vẫn được mà. Đúng rồi, cái này nước thì rất là tốt mà. Cái này cho nó lăn ra cho nó nổ kìa. Cái này hả? Nếu mà tính gì tốc độ bay của nó thì tốc độ của nó bay kinh lắm. Đỡ Vietjet bay không lại đó đâu. Việt Nam Online thì còn chấp nhận được chứ Vietjet là chịu nổi đâu. Bằng kéo nước rồi giới thiệu cho anh em coi này. Kêu bảo anh em kêu xài bằng kéo này xuống nước là nó bị hở điện hiểu không?
Sao hả? Nhưng mà băng keo này mình xài cả vài trăm con rồi á. Vài ngàn từ đó giờ. Bao nằm dưới nước 10 năm. Nằm ở trên phơi nắng này chừng 3 ngày hả chảy ra. Bao nằm dưới nước thôi nha, chính. À bao dưới nước thôi nha. Quấn một lớp băng keo nước, xong rồi mình sẽ quấn băng keo điền nữa. Đúng rồi. Rồi muốn tốt thì quấn thêm một lớp băng keo nước nữa. Đúng rồi. Rồi muốn tốt rồi thì quấn thêm lăng keo điền, thêm một lớp băng keo nước nữa. Còn muốn tốt nữa thì đốt cây ống thôi. Bảy vô. Mệt lắm. Đồ keo vậy nó mệt lắm. Đâu mà tao đi uống cà phê chiều lại lắm. Trời nó khô chiều lại lắm. Hiện tại là do cái máy nó vừa khít với cái giếng luôn. Hiện tại là cho nên phải bỏ cái nẹp này đi, đúng rồi. Giếng phi có 114 đó ha. Bỏ nó vừa lọt cái máy luôn. Nếu đưa cái nẹp này vô nó sẽ không có lọt, cho nên phải bỏ, bắt buộc phải bỏ. Đưa vô em vứt con ốc đi anh Hoàng ơi. Hả? Sao?
Còn nó con vằn vô là chi vậy? Đọc đây hả? Ừ. Bò nẹp ra cho nên phải xài băng keo này. Đang giữ luôn. Này cũng làm băng keo nước luôn. Keo điện phải không? Keo nước bằng này dầu máy chúng giữ rồi. Đó là Gassi Gali. Rồi, tiếp tục. Cáp này. Giảm cái. Ủa. Ngày xưa ở đây mà nó đi ống 49 là cũng ngon rồi ha. 42 hơi nhỏ đấy. Giờ phải giảm xuống ống 60, xuống ống 42. Không nghĩ là kích thước của máy ra là 60 hiểu không? Thì nhỏ nhất của nó phải là ống 49 đi lên hiểu không? Giờ giảm xuống 42 tức là hơi bị ép máy á. Chứ mà ông làm ông nhìn theo cái bồn này chết mẹ. Cái bồn làm theo bộ kia chết máy rồi. Cám qua quấn lại có rối không biết, em sợ nó rối thôi. Dây điện này là dây cũ của nó hết đó, cáp cũng cáp cũ luôn. Anh móc vô rồi chứ. Móc gì? Móc vô cái chỗ đó. Cho xuống em. Ờ, xuống. Thấy không? Thẹt. Có hẳn không? Cho xuống là không kêu luôn nha. Vừa kích cái bơm nữa ha. Thank you.
cho nó bơm thử luôn, bơm khoảng 50 phút đi. Ờ, hỏi nó bơm xả 50 phút được không? Để xả hồi hay sao? Xả cho sạch cái ha. Rồi rồi rồi, anh mở giùm đi. Rồi mở xuống xuống đây coi nước luôn. Mười 15 khối một giờ. Lừa nước quá mình. Máy mình. Ồ vậy là cái máy bừa 5 người nó đâu đầy được như vậy đâu. Em có cái video. Không, máy cũ á. Ở đây hả? Máy cũ này nè, đợt trước anh lắp á, nó đầy đó, không bánh như vậy đâu. Cái vừa rồi mình lắp trên kia chứ không phải. Nếu tỉnh đây cạn quá thì con năm nữa thì còn gì, yếu hơn này nhiều á. Nói chung thôi, coi cái máy tỉnh xong rồi mình làm cái cắm đó là ok.